có 48 bị cáo bị truy cứu 3 tội danh và 227 người được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ đại án kinh tế ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương Ocean Bank. Trong ngày xét xử thứ hai của phiên sơ thẩm, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ocean Bank, Hà Văn Thắm bị cáo buộc 3 tội danh: vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, còn có 48 bị cáo bị truy tố về 3 tội danh tương tự. Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày thứ hai, cơ quan điều tra Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thống nhất không truy cứu trách nhiệm hình sự cho 227 người, có chung hành vi thực hiện theo lệnh của 48 bị cáo vừa nêu. Cơ quan điều tra Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng nếu khởi tố và xử lý hình sự đối với 227 bị cáo liên quan thì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với Ocean Bank trong lúc tiến hành tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.